mến chào tất cả các bác nha. Ngày hôm nay xin giới thiệu với anh em một chiếc súp. Chiếc súp này thì rất nhiều anh em là yêu cầu làm anh em nhé. Nhưng mà hôm nay thì mới có hàng về. Thì hôm nay giới thiệu với anh em đây là một chiếc súp điện bát 40 anh em nhé. Bát 40. Bên em có những dòng như là súp bát 30 anh em nhé, súp hơi 50, súp kép 50. Và một sản phẩm mới ở đây là bát 40 anh em nhé. Đó, anh em có thể thấy đây là bóc hộp luôn. Bên trong thì nó có một dây nguồn, một anh em có thể thấy là xốp đúng không ạ. Và đây là sẽ bóc ra luôn anh em nhé, mới nguyên thùng luôn. Bên em sẽ bóc ra cho anh em cùng xem. Con này bát 40 anh em nhé. Và lưu ý với anh em, con này sử dụng gân là gân cao su. Gân cao su thì nó sẽ cho cái tiếng súp của nó sẽ rất là trầm, xuống rất là sâu anh em nhé. Nhìn vào cái lớp sơn thì anh em có thể thấy lớp sơn này thì nó màu đen anh em nhé, vân gỗ. Đó. Đây là sơn thôi anh em nhé, sơn vân gỗ thôi. Đấy, thì anh em có thể là sẽ thấy con này là một trong những cái dòng súp mà em thấy là giá bình dân và chất âm rất là ok anh em nhé. Đó, ở đây là thùng, chả có gì cả, chỉ có xốp với hai lớp thùng thôi. Khoan, Quân chưa cắm vội. Đó, đây là một chiếc súp hàng China loại 1 anh em nhé. Phải nói là nó rất là nặng và cái lớp sơn của nó cực kỳ là đẹp anh em nhé. Lớp sơn cực kỳ đẹp. Đây anh em có thể nhìn thấy vân gỗ đúng không ạ? Đó, và đây là xoay cho anh em xem. Con này thì với công suất của nó là... Con này 4 ohm anh em nhé. Chạy 4 ohm, công suất là... Red là 300W, còn đâu Max là 600W. Đó. Max là 600W, còn đâu Red là 300 anh em nhé. Thì mức độ bình thường là 300W. Đó. Con này là một trong những cái con súp điện mà em thấy là rất là ok. Và nó có những cái cổng hỗ trợ kết nối, đó là cổng AV này. Đó, cổng input này là cổng Canon này anh em nhé. Anh em có thể đi Canon rất là tiện. Đó. Nguồn và min max to nhỏ của tiếng súp của mình anh em nhé. Đây là power on mode. Thì cái này nó sẽ tự động, có nghĩa là con này có chức năng rất là hay. Nếu mà anh em để auto thì nếu mà không dùng thì nó sẽ ở cái chế độ ngắt. Nó có cái là green này, green là on đúng không ạ, và read là standby. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi mà nó on lên thì nó sẽ đèn xanh anh em nhé. Đó, đèn xanh khi mà sử dụng nó sẽ đèn xanh, và khi mà đèn chờ thì nó sẽ là đèn đỏ. Đấy, rất là hay, con này rất là hay. Nó có hai đèn anh em nhé, hai màu đèn khác nhau, một đèn chờ và một đèn hoạt động. Đấy, bát bốt này chúng ta có thể sử dụng để cho tiếng bát nó trầm hơn. Pha này thì anh em có thể là chỉnh pha Decipher hoặc là Norman. Đó, code server thì anh em có thể thấy là nó sẽ cắt rất là rộng, từ 50 cho đến 150Hz anh em nhé. Con này là một trong những cái con mà em thấy là cái chất âm nó khá ok. Và anh em lưu ý hàng loại 1 China anh em nhé. Mạch của nó là mạch Class H. Đâm ra là nó rất là đẹp anh em nhé. Rất là gọn gàng, không có nhiều chi tiết. Và Tuấn có thể cắm cho anh dây nguồn vào. Quân có thể lấy cho anh cái thước ra đo, xem chiều dài, chiều rộng của nó như nào. Đó, em sẽ quay cho anh em. Đó, rất là nặng anh em nhé. Đó, tí ra sẽ thử cho anh em nhé. Đây là khi cắm vào đây, bật nguồn lên, xem lại cái dây nguồn. Đó, em sẽ thử cho anh em xem nhé. Đây, đó, on. Đấy, green là on anh em nhé, green là on. Đấy, green là on. Còn khi nó sử dụng là standby anh em nhé. Đó, anh em thấy chưa? Khi nó ok rồi thì nó sẽ là standby. À, sẽ là on anh em nhé, green. Sẽ khi mà sử dụng thì khi mà bật lên thì nó sẽ là, đây em nói lại. Đó, khi bật lên green là on anh em nhé, đèn xanh là on. Khi le nó đóng thì nó sẽ là standby em nhé. Đó, rất là đơn giản thôi. Cái này cực kỳ là hay. Đấy, tắt đi này. Đấy, bật lên này. Đó, ok chưa? Được phát, le nó đóng phát là nó trở lại màu đỏ là ok đúng không ạ? Đấy. Và Quân có thể lấy thước ra đo cho anh xem kích thước của nó như nào. Đó. Kích thước chiều ngang của nó sẽ là 40, gần 44 phân anh em nhé. Đó,
chiều cao của nó. Chiều cao của nó lên tới 49 phân rưỡi anh em nhé. 49 phân rưỡi. Đó, và chiều sâu của nó. Chiều sâu của nó sẽ là 48 phân anh em nhé. 48 phân. Đấy. Thì thật ra anh em nhìn cái đây là cái súp 40 này. Súp 30 cả. Và súp 50 này. Bên em con súp 50 này nó rất là gọn anh em nhé. Súp hơi 50 này nó rất là gọn. Đấy. Anh em có thể thấy. Ok không ạ? Đây là súp 40, 50 và súp 30 anh em nhé. Đó, ok, Quân có thể cắm vào cho anh cái. À, sẽ cắm tín hiệu anh em. Tín hiệu em sẽ cắm từ trên con vang và sử dụng cái rắc Canon này anh em nhé. Đó, sử dụng cái rắc Canon này. Đó. Cắt cốt server trên này. Đó. Đó. À, nói thêm với anh em nhé. Nói thêm với anh em, con này là màng cao su anh em nhé. Quân có thể lấy cho anh cái màng này ra cái. Đấy. Đấy, nó rất là khít luôn anh em nhé. Đấy, rồi ok. Đó, rồi. Ok, anh em có thể thấy là nó là màng cao su anh em nhé. Màng cao su này đánh thì rất là dẻo tiếng luôn anh em nhé. Rất là dẻo tiếng luôn. Và anh em sẽ cho volume lên anh em nhé. Trầm vào nó khác hẳn ngay anh em nhé. Đó. Đó. Đó, anh em có thể thấy không? Đó, lỗ thông gió bên dưới anh em nhé. Quân lấy cho anh tờ giấy. Đó. Ok chưa? Đó. Khá là uy lực luôn anh em nhé. Chơi con này thì anh em chơi gia đình thì trong tầm khoảng độ 30m2 ngon lành anh nhé. Đó. Đó. Đấy, khi mà không sử dụng nó thì sẽ nghe như này này. Đấy. Đấy. Đây là không, khi không sử dụng nó. Quân cho súp lên đi cho anh em nghe. Đó. Ok chưa? Còn đây là một chiếc vang cơ anh em nhé. Vang cơ cắt nó không, chứ không thể hay được bằng vang số được. Đó, nghe lực hơn rất nhiều. Ờ, cho về không đi Quân. Đó, anh em nghe khác chưa? Nghe khác chưa? Rồi ok, cho lên một chút. Đó, anh em thấy chưa? Ok chưa? Nghe lực cơn rất là nhiều anh em nhá. Đó, còn đâu vang đây này em cắt trên vang cơ anh em nhá. Nếu mà cắt trên vang số thì còn hay hơn. Đấy. Đấy, thì anh em có thể thấy. Đấy, thì anh em có thể thấy. Thì khi cho tiếng súp vào thì nghe nó rất là lực anh em nhá. Rất là lực, thì anh em có thể là thấy là nếu mà anh em dùng loa full. Nếu mà anh em dùng loa full thì anh em nên sử dụng là thêm súp anh em nhá. Ở đây em đang chơi với một cặp KT12 thôi. Sử dụng một combo là LA500, đó, Q8 và U7X5. Bộ combo này chỉ 8 triệu rưỡi anh em nhé. Đấy, ghép với đôi KT12 thì tiếng rất là sáng luôn. Đấy, thì anh em trợ thêm quả súp này vào nữa thì ok luôn. Đó, nghe tiếng nó cực kỳ là hay anh em nhé. Đấy, và bát là bát 40 anh em nhé. Anh em có thể thấy không? Sơn rất đẹp luôn. Đó. Chúng ta có thể cắt tần ở đằng sau này anh em nhé. Cắt tờ giải tần ở đằng sau. Bát bót on. Đó. Pha. Pha chúng ta cứ để nào để nghe hay nhất là được anh em nhé. Đó, đây. Cho volume. Đó. Đó, anh em có thể tùy chỉnh. Đó. Auto mode hoặc là on mode. Đó. Đó. Anh em nghe thấy thế nào? Có súp vào nghe khác. Quân ơi, cho súp nó bé đi xem nào.
vặn nhỏ súp xuống. Đấy, đấy anh em, đây là không có súp nhá. Cho súp lên đi. Đó anh em nghe chưa? Khác biệt chưa anh em? Nghe nó khác biệt chưa anh em? Nghe lực hơn rất nhiều, đánh những giải thấp rất tốt. Đó. Đấy thì anh em có thể tham khảo với con súp này. Giá hiện tại đang là 4.300.000 đồng anh em nhé. Chưa phí ship. Anh em nào có nhu cầu mua hàng, anh em có thể liên hệ trực tiếp với hai số điện thoại bên dưới hoặc truy cập website thangcaoaudio.com. Bên em giao hàng toàn quốc cho anh em. Rồi cảm ơn tất cả các anh em đã xem video. Hẹn anh em ở clip lần sau anh em nhé.